Tiếp tục với các thông tin thời tiết cập nhật. Mấy ngày hôm nay thì ở khu vực Nam Bộ trời cũng trở lạnh vào buổi sáng. Vậy thì cụ thể mức nhiệt trong ngày hôm nay ra sao chị Quỳnh Anh? Dạ vâng, lúc này thì sẽ là cái thời điểm mà mọi người cảm nhận rõ nhất được cái lạnh ạ. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là miền Đông của Nam Bộ chỉ vào khoảng là 19 đến 22 độ thôi, với miền Tây là 22 đến 24 độ. Những ai mà phải đi làm vào sáng sớm thì chắc chắn không thể thiếu được áo khoác. Tuy nhiên cái lạnh ở phía Nam rất ngắn, chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng nữa thôi, nhiệt độ sẽ tăng rất nhanh khi mà có nắng xuất hiện, chênh lệch tới cả chục độ so với hiện tại. Cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và hầu khắp Nam Bộ sẽ phổ biến là từ 29 cho tới 32 độ. Ngoài ra thì quý vị cũng cần phải lưu ý là chiều cường trong chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Cần Thơ sẽ lên mức cao, quanh mức báo động 3 và gây ngập úng tại một số tuyến đường trũng thấp ven sông. Khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ ngày hôm nay cũng đều có nắng, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố như là Kon Tum, Pleiku hay là Buôn Ma Thuột từ 23 đến 26 độ. Còn lại khu vực Trung Bộ thì cũng không nơi nào vượt quá 29 độ, thời tiết dịu mát. Ở Bắc Bộ sau buổi sáng trời rất rét thì đến trưa chiều nay sẽ ấm lên, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các thành phố sẽ dao động từ 21 cho tới 25 độ. Và vừa rồi là một số thông tin thời tiết đầu ngày đáng chú ý cho cả ba miền đất nước. Vâng, hẹn gặp lại chị Quỳnh.